Trời ơi, nước sôi lửa bỏng như vậy mà, điện thoại gọi không được. Trời, không lẽ mình mất trắng hết số tiền này hay sao? Alo, anh tới chưa? Anh tới rồi, anh đang đứng ngay đường đường lớn nè, ngay cái đường lớn ở chỗ quẹo nhà em á. Sao? Bây giờ anh chạy vô luôn nha. Thôi thôi thôi, anh đừng có chạy vô. Đúng rồi, anh không dám vô đâu. Vô gặp tía má em. Chửi anh đang banh sát luôn á. Giờ muốn quá gian anh về Sài Gòn hả? Dạ dạ dạ, em cần đi gấp lắm. Vậy giờ anh vô luôn nha. Thôi thôi thôi, anh cứ ở đó đi, em ra liền bây giờ. Em muốn về thành phố có việc gấp, nhưng mà hết xe rồi. Rồi em phải nhờ anh giúp. Ủa, mà có chuyện gì vậy ờ thôi chuyện đó để kể sau nha ừ, uhm, anh chờ em chút xíu em sẽ ra liền em cứ làm phiền anh hết chuyện là tới chuyện khác thiệt ngại quá chứ không có ngại gì hết á cứ đi uống cà phê với anh là trả công tranh rồi đó <laughs> dạ em sẽ mời anh cà phê ăn sáng ăn trưa ăn chiều ăn tối anh muốn ăn cái gì cũng được hết á không 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 có mời anh mời em chỉ cần đi với anh là anh vui rồi dạ ừ <laughs> Alo Tôi nghe nè Có gì ông nói luôn đi Cái gì Ông lại dựng chuyện để đòi tiền tôi đúng không Ông đừng có nằm mơ nữa đi Cái gì Ông dám Thôi được rồi Ông cứ chờ đi Nhưng mà trước khi tôi tới Ông đừng có mà dở trò đó Sao mà biết tuổi ở đây Tao là ba mày Có gì mà tao không biết Tôi hết tiền rồi Mày ăn nói với ba mày vậy đó hả Ba Ông có nuôi tôi bữa nào không mà đòi làm ba tôi Mày ăn nói hỗn láo Với ba mày á Mà mày còn chối bỏ Thì suốt cuộc đời này á Mày không ngóc đầu lên nổi tôi nha con Tôi ngóc đầu lên nổi hay không á Đó là chuyện của tôi Bây giờ thì ông đi về đi Mày giỏi thiệt á Tiền tháng này á mày không có gửi về Mày muốn ba mẹ mày chết hết Mới chuyện phải không Tiền 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 Ông lúc nào cũng đòi tiền hết Bộ ông sanh tôi ra để kiếm tiền cho ông đó hả Ông đã bao giờ làm đúng nghĩa vụ của một người cha chưa Mà bắt tôi phải làm đúng nghĩa vụ của con cái Nè Ông cầm đi Chỗ đó là để ông đưa về cho má tôi Chứ không phải là để ông cờ bạc đâu nghe chưa Ngay từ đầu á làm như vậy á Có phải tốt hơn không Thôi ông đi lẹ giùm tôi đi <laughs> Có tiền tao đi liền à <laughs> ai về em à, dạ anh, anh ăn mài đó mà ổng xin tiền em ờ thôi em vô trước nha ờ làm sao bây giờ đây giấy tờ thì là giả nhà thì cũng là nhà thuê bà thủy cũng dọn đi mất mấy bữa nay rồi điện thoại thì không gọi được kiểu này chắc mất trắng cả trăm triệu luôn bây giờ tìm đâu ra tiền đây hả trời sao mà mình ngu dữ gì không biết nữa bây giờ phải làm sao đây ủa có chuyện gì mà em còn nói khóc vậy ờ à, dạ không có gì đâu anh à mà em xem ngày mai á em đưa cho anh số tiền mà bữa khách hàng đưa cho mình để làm giấy tờ á giấy tờ xong rồi ngày mai khách hàng qua đó mình uh, phải giao số tiền đó cho họ nghe em ngày ngày mai qua hả anh ừ ừ sao mà gấp quá vậy tiền của khách hàng mà em em đã gấp là sao bộ có chuyện gì xảy ra hả À, à không à, không phải à, tại vì tại vì em em gửi uh, tiết kiệm uh, mà chưa có tới kỳ hạn chưa tới kỳ hạn mà mình cần thì mình cũng phải rút chứ làm sao? Mà hồi bữa anh đã dặn em rồi là mình gửi không kỳ hạn, mình cần lúc nào uh, mình ra rút lúc đó. Uh, dạ, em biết rồi. Tại uh, em thấy uh, gửi không kỳ hạn lãi suất nó thấp quá. Ừ. Uhm. mời em à, em đi công việc cho nên ghé qua thăm anh một chút có phiền gì anh không đâu có có khách ghé thì phải mừng chứ anh à, cũng có nhiều việc muốn bàn với em thật sao vậy nói thử một việc cho em nghe đi việc của cuộc thi viết đó sắp đến giai đoạn trung khảo rồi cần phải làm việc cho ban giám khảo việc này à không thuộc phần của em phụ trách rồi làm việc với ban giám khảo của cuộc thi á là nhiệm vụ của chị dung hòa chị ấy um, bớt có nhiều mối quan hệ thân thiết với họ um, anh không có thường xuyên liên lạc với họ hả không anh chỉ được biết họ qua lời giới thiệu trong một cuộc họp chung thôi ờ à, anh cũng đang muốn nhờ phóng viên bên em phỏng vấn họ để có những bài viết gửi đến các báo khác bia cho cuộc thi anh um, làm việc với chị dung hòa về các bài viết đó đi đến giai đoạn uh, marketing á thì hãy nhờ đến em công ty mới thành lập nên cũng rất cần những người uh, giỏi về marketing như là hoàng yến em uh, <laughs> hoàng yến chắc là có nhiều mối quan hệ trong lĩnh vực này phải không dạ anh em cũng mới làm công việc này một thời gian em quen cũng khá nhiều nhà đầu tư và khách hàng có thể hỗ trợ về truyền thông em có thể giúp anh kết nối với các công ty không chỉ cuộc thi viết đâu <laughs> vậy thì quá tốt với anh nhưng mà em làm vậy có lẽ là sai nguyên tắc đó vì những khách hàng đó là của công ty truyền thông bên em em kết nối họ với một nơi khác anh nghĩ là không hay thật ra em mới về tạp chí không bao lâu những khách hàng này đều là mối quan hệ từ trước của em em nghĩ em không làm gì sai hết ở việt nam khác và ở nước ngoài Mối quan hệ sau hợp đồng là mối quan hệ cá nhân. Đâu có chuyện rạch rồi giữa công việc và các mối quan hệ nghề nghiệp được. Khi mời em về làm và trả lương cho em, công ty cũng đã trả lương cho cả năng lực làm việc và những mối quan hệ của em. Vậy nên, anh chỉ muốn nhờ Hoàng Yến giúp anh những vấn đề xung quanh cuộc thi viết thôi. Còn chuyện kết nối với các công ty khác để tính sau đi. Em không quan trọng cái chuyện đó lắm. Nhưng mà anh hứa rồi đó nha có những việc liên quan tới marketing mà công ty cần á thì phải gọi cho em đó <laughs> tất nhiên rồi ờ à, hoàng yên uống nước đi <laughs> lan ơi lan dạ ra mẹ biểu nè Con đi giao qua cho mẹ đi Ơ à kìa Có nghe mẹ nói không Lan Dạ Con làm sao vậy Con bị bệnh hả ờ, Dạ không đâu có đâu Con chỉ hơi mệt thôi mẹ Mà mẹ kêu con gì ừ. Bệnh thì mua thuốc mà uống đi con à Tính là nói con đi giao qua Nhưng thôi Để mẹ đi giao cũng được dạ mẹ đi giùm con nha nè nếu thấy mệt quá thì đóng cửa hàng vô mà nghỉ lát mẹ về mẹ mở sao nha mày sao rồi trời ơi bây giờ mày kiếm đâu ra tiền giùm tao đi <laughs> hôm qua chồng tao mới hỏi rồi đó tao biết rồi nhưng mà tao chỉ biết nhờ mày thôi mày giúp giùm tao đi không chuyến này chắc tao chết quá à. tao biết rồi tao biết số tiền một trăm triệu là lớn lắm mày cố gắng chạy ở đâu giúp tao đi chứ tao nhờ mày mày không giúp tao chắc là tao nhảy lầu quá <laughs> thôi bài mày nhá chiều của mình tung ra đã có kết quả rồi đó chào cô ừ. à, cô cho tôi hỏi là bác có ở nhà không cô mẹ tôi đi giao qua rồi à, anh là à, tôi là sở danh cô quên rồi sao à, tôi nhớ rồi mời anh ngồi à, cảm ơn cô em có nghe mẹ với chị hai nhắc đến anh à, nói vậy bác nhà dung hòa thường hay nhắc tới tên tôi bởi vì tôi đang là bạn trai của chị hai cô mà à, dạ mẹ với chị hai có nhắc tới anh nhưng em nghe nói hai người chia tay rồi mà à, 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 không có chuyện chia tay đâu chẳng qua là chị hai của cô đang giận tôi thôi chứ yêu nhau rồi đâu có dễ xa nhau đâu cô Hiện giờ thì tôi cũng đang cố gắng để làm hòa lại với Dung Hòa mà. Anh thật là chung thủy. Nhưng mà anh phải cố gắng thể hiện điều này với chị hai của em. Chứ bây giờ anh nói điều này với em, với mẹ thì cũng không có thay đổi được cái gì hết. Nhưng mà chị hai em cũng là người khó tính. Khó bỏ qua lắm anh. Tôi biết là bây giờ Dung Hòa đang giận tôi. Tôi muốn thể hiện tấm chân tình của mình Bằng cách là tới lui thăm hỏi gia đình Tôi muốn Là cô Và bác hiểu được lòng tôi Mưa dầm thấm lâu Tôi hy vọng một ngày nào đó Dung Hòa sẽ hiểu được lòng của tôi Anh thật là Hiếm có Nhưng hiện tại em đang gặp nhiều chuyện lắm Chắc là không có giúp được gì anh đâu à, um, Cô Lan đừng có hiểu lầm Tôi không tới đây là để uh, Được nhận sự giúp đỡ mà tôi muốn được giúp đỡ những người thân của dung hòa để có thể trở thành một thành viên trong gia đình ờ à, được rồi chiều nay về tôi sẽ họp bàn kỹ hơn với các bạn cậu cố gắng sốc lại tinh thần anh em công việc mà đâu có phải lúc nào cũng suôn sẻ thành công ngay lập tức đâu Vậy nha à, Xin lỗi cô Dung Hoa <laughs> Xin lỗi Vì tôi hơi tò mò một chút Có phải là bên anh đang làm việc với bên bệnh viện đa khoa thế giới không? Đúng rồi Bên bệnh viện này Họ đang có một dịch vụ mới Cần quảng bá lớn Rồi công ty mà Làm việc với họ trước đây gặp phải sự cố Cho nên là họ muốn thay đổi đối tác Và đề nghị chúng tôi thử đưa ra ý tưởng cạnh tranh đấu thầu Cô Dung Hoa biết bệnh viện này à? Dạ tôi biết. Giám đốc phụ trách mạng chuyên môn đó là nữ bác sĩ Thanh Hoa mà tạp chí chúng tôi từng giúp bà phỏng vấn. Cô ấy là người tận tâm với công việc chuyên môn đất cao. Thực sự bên chúng tôi đã đưa ra bốn mốt sinh cho dự án. Nhưng mà vẫn chưa làm hài lòng ban giám đốc bên đó. Nói thật chứ, nếu để mất khách hàng này cũng thật là tiếc cho công ty tôi tôi có thể góp ý một chút được không? Vì tôi đã từng làm việc với bệnh viện này, nên tôi cũng có một vài ý kiến có thể có ích cho bên anh. Nếu được như vậy thì tốt quá. Qua những gì anh nói, tôi thấy là bên các anh đang tập trung quá vào phần giới thiệu về những kỹ thuật hiện đại của bệnh viện này. Những điều kiện như vậy hiện nay không phải là hiếm nữa. Hầu như các bệnh viện, ngay cả phòng khám thôi, cũng luôn cố gắng đầu tư các trang thiết bị hiện đại mời gọi đội ngũ bác sĩ giỏi nhưng mà điều quan trọng bệnh viện đa khoa muốn hướng tới chính là tạo nên một không khí chăm sóc chữa bệnh theo như dành cho người trong gia đình của mình vậy ừ, theo ý tưởng của công ty anh á thì các anh nên nhắm tới điều này xây dựng điều này thì tôi nghĩ bên họ sẽ chú ý hơn cảm ơn dung hòa nhiều lắm những góp ý của cô thật là tuyệt vời <laughs> chiều nay chúng tôi sẽ bàn bạc với nhau và đưa ra chi tiết hơn ừ, nếu thắng thầu đợt này chắc là tôi phải trả tiền bản quyền ý tưởng cho dung hòa quá <cười> <cười> không có gì đâu anh thật sự tôi rất thích mô hình bệnh viện này cho nên tôi lúc nào cũng chú tâm đến chuyện này anh cứ thử xem ồ tôi chết rồi gặp dung hòa mãi lo nói chuyện của tôi mà quên mất vấn đề chính của chúng ta Bây giờ tôi tới giờ họp với anh em rồi Không sao đâu Việc của chúng ta chưa gấp lắm Có thể gặp sao cũng được mà <laughs> Làm mất thời gian của Dung Hòa quá Tôi sẽ đền bù cho cô Dung Hòa sao nghe <laughs> Anh đạch rồi quá à. Cứ coi như là tôi đền bù tổn thức tinh thần của anh Về chuyện hiểu lòng ngoài sân bay được chưa <laughs> cầm đi em cảm ơn anh nhiều lắm thiệt tình mới biết anh mà đã nhờ chuyện tiền bạc em ngại quá em đừng có cách sáo em cứ cầm về để lo giải quyết sự cố đi nhưng mà em đừng cho ai biết chuyện này kể cả dung qua. anh thật sự không muốn chị hai em biết sao nhưng nếu như vậy chị hai em đâu có biết để mà thương anh anh giúp là giúp cho em Anh đâu có thể vì em Mà bắt chung hòa hết giận anh được Đối với anh á Chuyện gì là chuyện đó chứ Em cứ tự nhiên Chỉ cần em ủng hộ tình cảm của anh là được rồi Tất nhiên rồi Em sẽ ủng hộ anh cả hai tay hai chân luôn <laughs> Anh cảm ơn em Cô Dung Hòa ơi ơi con chuẩn bị hết rồi con thuộc hết chuyện cổ tích rồi nhưng con không biết kể làm sao hết ngày mai cô giáo cho thi kể chuyện trong lớp đó phần thưởng là muốn có kiểu cho đùng luôn cô chỉ có cách kể chuyện giống cô đây con đi học về lâu chưa con ở nhà với ai con về nãy giờ rồi hôm nay dì nam giúp việc đi đón con ba con bận ba nói hôm nay về trễ vậy cô tới chỉ ngân nga cách kể chuyện nha ngân ngay chờ cô ha dạ con chào cô à, <cười> à. <cười> à. <cười> <cười> hãy qua cho mẹ đi nè tặng mẹ nè cảm ơn con tiếp tục đi nè quá wow, đẹp quá, quá. Wow. Uhm, cảm ơn con, xây một vòng nha. Uhm, bây giờ mình hái hoa cúc xong rồi, mình tiếp tục chơi trò mẹ con ha. Dạ. Bây giờ con sẽ chăm sóc cho mẹ bị bệnh, đồng ý không? dạ đồng ới vậy bây giờ á cô leo lên nằm để cô bệnh ha dạ <cười> rồi <cười> con ơi nó mời cho mẹ đi mẹ có sao không mẹ mệt quá mẹ nó chờ con lấy cháo cho mẹ nha à. Con mẹ no rồi. Con lấy thuốc cho mẹ uống nha. Ừ. giỏi quá à. Sao có người tốt vậy trên đời chứ Đúng thật là vì cứu tinh của mình mà Cũng may mà có chị hai Mình được giúp Mà kỳ thiệt Người như vậy sao chị hai không chịu Gặp mình á, mình chụp liền không kịp qua anh có chuyện gì không anh tôi có tin vui Bên bình bệnh viện thế giới á rất là thích ý tưởng quảng bá cho dịch vụ mới của họ mà dung hòa đã góp ý cho tôi hôm rồi <laughs> chúng tôi đang triển khai tiếp vậy nữa hả ừ. vậy là anh vui quá rồi hả vụ này là phải khao đó nghe thành công này cũng là nhờ sự góp ý của dung hòa mà cho nên là tôi phải báo cho chủ nhân biết chứ đại thì chắc chắn rồi đãi các công ty luôn nhưng hôm nay tôi muốn mời cô đi ăn tối coi như đại trước được không ờ hôm nay thì không được rồi tôi phải về nhà ăn cơm em dâu tôi vừa điện thoại nó phải về sớm đó ừ, vậy à thì uh, dung hòa gọi điện về nhà báo lại đi bây giờ tôi đang vui mà giờ về công ty chắc mọi người cũng về hết rồi phải có ai chia vui bây giờ với tôi chứ <laughs> dung hòa đi nghe tôi sẽ gọi thêm trần tình nữa ờ không được đâu bữa khác nha anh tôi là hứa với em dâu tôi rồi nó đại cả nhà một bữa tiệc rất là lớn, tôi mà không đi nó giận tôi đó. <laughs> tôi nghĩ dung hòa ở thời đại này rồi mà còn sợ em dâu vậy à? Chúc mừng anh nha. <laughs> Hẹn gặp lại. Bà này cũng không phải tay dừa ha. Chị hai, ra, hôm nay á nhân dịp gì mà em dâu của tôi trổ tài nội trợ hoành tráng dữ vậy ta đâu có dịp gì đâu chị hai à, chỉ là lâu lâu á em muốn làm một bữa ăn thật ngon để đãi chị hai thôi vậy hả chị hai thử đi coi thử à, tay nghề của em dâu chị hai được không nè hôm nay à, chắc có chuyện gì vui lắm phải không chị hai nè đa nghi ghê á mà chị hai giả ừ. sử như mà có một người á âm thầm yêu thương chị hai có thể là hy sinh vì chị hai mà làm tất cả mọi thứ. Như vậy chị hai có cho người ta một cơ hội không? Hai, hôm nay chị rất là hạnh phúc bởi vì chị được em dâu của chị tỏ tình với chị. À, thôi <laughs> thôi, em không dám đâu. Tại vì hôm nay em mới biết được một điều rằng chị hai được người ta yêu ghê luôn á, em ganh tị. Ganh tị gì không biết nữa, nó tầm bậy không à. Nhưng mà ai Alo, dạ em nghe nè anh. <laughs> em nghĩ công ty truyền thông của anh á mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực mới thì mới thành công được tại vì em thấy á anh chú trọng đến những dự án về tình cảm gia đình nên em mới nghĩ chuyện đó thôi dạ dạ được rồi ngày mai em sẽ đến dạ chào anh ạ à. chị hai chị ừ? hai có hẹn với ai vậy thôi thôi uh... hai vợ chồng mình lo dọn cơm cho chị hai ăn đi chị hai đói bụng rung uh... tay luôn rồi kìa <laughs> Con gái ơi, ba về rồi nè Ba à. Ờ <laughs> Anh à. Ba ơi, hôm nay con được cô bạn ý đóng về sớm nhất đó ừ, Vậy hả? Ừ. Uhm. Anh về trễ vậy, á, bé Ngân Nga giận anh là đúng rồi Nhưng nhớ chỉ là tuần này thôi đó nha Ba ơi, à. ba ngồi nghỉ đi, con vô vẽ tranh nữa đây Ừ. À, em ngồi chơi dạ à, làm phiền em quá chăm sóc con bé lại còn dọn dẹp nhà cửa cho anh nữa anh về trễ quá em không có biết làm gì cho nên dọn dẹp sơ sơ vậy mà chứ không có ý làm cô tắm đâu à, không biết sao thời gian này cô giúp việc cứ xin nghỉ hoài cứ đà này thêm vài bữa nữa chắc anh điên thiệt Cảnh gà trống nuôi con của anh em thấy thương quá à. Y như ba em hồi xưa vậy đó. Cực quá à? Ba mẹ em và gia đình nội ngoại hai bên mà không có thuận nhau. Mẹ em ẩm em bỏ đi. Đến khi ba em nhớ quá. Lâu lâu năn nỉ để được nuôi em một tuần. Nhưng trong tuần đó ba tôi cũng rất là bận nên không có chăm em được ba em đôi khi cũng rất nhớ em nhưng mà không có được gần em ừ. xin lỗi không biết là cha con anh đã vô tình chạm vào nỗi buồn của em à, em cảm ơn anh thật ra vì nhớ đến ba mà em hiểu và thương anh và thương bé ngân nga hơn em nhìn thấy em trong bé ngân nga thấy tình cảm của ba em ở trong anh dành cho bé tình cảm của người cha bao giờ cũng sâu sắc và mạnh mẽ cho nên có gì giúp được anh và bé ngân nga em sẽ làm hết mình cho nên anh đừng có ngại thôi em đi về đây <laughs> anh cảm ơn em đã chia sẻ thời gian cũng như là cuộc sống riêng của em cho anh hiểu Thôi, em về nha. Ừ, anh tiễn em. <laughs> em thiệt là <laughs> Anh này. Ê. <ỉ. cười> nè. Má. <laughs> Ah <sighs> À, để tôi giới thiệu với Dung Hòa đây là cậu Thành, là người phụ trách ý tưởng của công ty Mặt Trời Xanh chúng tôi. À, hiện giờ Thành đang là người phụ trách trực tiếp hợp đồng của Bệnh viện Thế Giới đó. Wow. Dạ, em chào chị. Nghe tiếng chị trong công ty hoài à, hôm nay em mới gặp được chị đó. Chị cũng nghe anh Sơn Phong nhắc nhiều về em, mà chị không nghĩ là em trẻ như vậy. Công nhận nha, công ty Mặt Trời Xanh có rất nhiều nhân viên trẻ, giám đốc trẻ có khác hả? <laughs> à, tôi rất muốn làm việc với các bạn trẻ chính bởi vì uh, các bạn luôn có nhiều ý tưởng sáng tạo rất là độc đáo uh, và các bạn trẻ là người mà dám làm nên những con đường riêng ừ. nhưng mà quan trọng hơn hết á là người sếp phải nhìn thấy được những nỗ lực đó của các bạn đúng không thành <laughs> dạ thì tụi em cũng rất là may mắn được tham gia vào công ty mặt trời xanh uhm, giám đốc của tụi em á luôn luôn ủng hộ những ý tưởng và sáng tạo mới <cười> <cười> À, thật sự cô Dung Hoa biết tại sao không? Bởi vì tôi nghĩ um, các bạn trẻ thường các bạn thiếu kinh nghiệm và sự từng trải của các bạn không nhiều, cho nên đôi khi uh, có thể là không hiểu hoặc là không truyền tải được hết những cái điều mà mình muốn truyền đạt đến người khác. Thành ra tôi nghĩ mình phải là người đứng ra và tạo điều kiện để cho các bạn có được cái cơ hội để trải nghiệm. Không có dội được đâu anh. Các bạn trẻ phải có thời gian để tích lũy kinh nghiệm, rồi phải học hỏi hoặc là học hỏi của bản thân hoặc là học hỏi từ người khác Cho nên hôm nay em đến đây để học hỏi chị nè, chị Dung Hòa Trời ơi thôi, em đừng có nói quá như vậy, chị ngại lắm Thực ra chị chỉ là một biên tập thôi, chị chỉ chuyên viết bài, làm sao mà dám muốn rượu của mắt thợ được chứ <laughs> à, Ý tưởng hôm trước của Dung Hòa trong chiến dịch quảng cáo của Bệnh viện Thế Giới đó Khách hàng rất là hài lòng Bây giờ Thành đang triển khai chi tiết Nếu như Thành mà được gặp người trực tiếp đưa ra ý tưởng thì chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều cho công việc của cậu ấy nếu như chúng ta muốn giới thiệu sản phẩm nào đó đến khách hàng thì chúng ta sẽ kể khách hàng nghe một câu chuyện về nó thì sẽ gây sự chú ý và hiệu quả hơn dạ điều đó thì chúng em cũng đã học rồi và biết được trên lý thuyết nhưng mà để có được những câu chuyện rất là hay á thì hiện tại đối với tụi em á cũng hơi khó với đối tượng khách hàng là một bệnh viện các bạn có thể kể cho khách hàng của mình nghe Tức là nhiều câu chuyện hay, họ sẽ cảm động thôi. Dạ, người ta bây giờ chỉ cần nghe hai từ bệnh viện hay là bác sĩ là hả? Họ đều sợ chích khiếp rồi kìa. Đó. Các bạn có thể bắt đầu câu chuyện của mình từ đây. Xuất phát từ mục đích làm giảm nỗi lo lắng, sợ hãi của người bệnh khi đến bệnh viện. Dạ, đúng rồi. Biến cái địa chỉ đáng sợ đó <laughs> thành một nơi để mọi người trông cậy, tin tưởng. mẹ ừ. hôm nay mẹ cho con trai của mẹ ăn cái gì vậy nè con lớn rồi đó nha không có phải là con nít nữa đâu lấy vợ đi rồi về làm nũng với vợ chứ đừng có về làm nũng với Trời mẹ nữa biết tìm mai mà vừa nấu ăn ngon mà lại vừa chịu chuộng con như mẹ được chứ <laughs> thì mẹ thấy dung quà đó dịu dàng, mà nấu ăn cũng ngon nữa dung quà mà làm vợ con đó nha là nhất rồi đó mẹ còn nói nữa Hôm bữa trước đó Mẹ nói tụi con có sở thích giống nhau nữa nè Rồi sau này về nhà ở với nhau gì đó Chắc cô ấy ngại chết đi được Có gì đâu mà ngại Tụi con bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngại ngùng Làm giống như là thanh niên mới lớn ông bằng Nè Dạ Mẹ thấy con quà cũng 30 rồi Hai đứa tụi con á Tính ra cũng lớn lắm rồi đó Nè Lo mà cưới nhau đi Về rồi còn sinh con nữa phụ nữ mà lớn tuổi sinh con là như vậy là con cái nó không được khỏe mạnh thông minh đâu á trời tụi con chưa có gì mà mẹ đã nghĩ đến chuyện cưới sinh rồi đó hả thì con phải lo mà xác định đi chứ hôm bữa chỗ ba mẹ nghe người ta nói là dung hòa có nhiều người theo đuổi con thấy mẹ đâu có vui đâu thì mẹ cũng hơi bất ngờ nhưng mẹ suy nghĩ á người như dung hòa có nhiều người đeo đuổi thì cũng đúng thôi nè con phải nhanh tay nhanh chân lên đi Nếu không á là mất đó Mẹ cứ để con tính đi Mẹ đừng có hối con nữa mà có được không Chuyện tình cảm mà chậm chạp như con này đó nha Dạ Thì độc thân suốt đời <laughs> Mẹ ừ? Cảm ơn mẹ Vì mẹ đã hiểu được đối tượng của con Con sẽ thuyết phục cổ càng sớm càng tốt Nè dạ? Mẹ đi guốc trong bụng của con á Cùng bài đặt chống chế <laughs> Thôi đi lên thay đồ đi rồi xuống đây ăn cơm Dạ Con lên đi Lớn rồi mà như con nít à Ê <laughs> Thôi tới vậy. rồi Xin lỗi tụi bay nha Tao phải làm xong việc ở tòa soạn thì mới trốn đi được Ủa Ngày Vinh Thu chưa tới nữa hả dạ xin hỏi chị dùng gì ạ à? ờ cho chị một ép thơm đi cảm ơn dạ. em mày yên tâm mỗi lần hẹn mà có hai đứa nó đó là đảm bảo danh hiệu vui đi trễ á sẽ nhường cho tụi nó <laughs> chứ không tới lần mày đâu nè cô biên tập xinh đẹp lúc nào cũng bận rộp thì đã tới rồi nhưng mà hai cái bóng hồng kia vẫn chưa tới có khi nào á hai đứa nó cùng quỷ một lúc mà không báo với mình không ừ. bởi vậy tao ghét hẹn với hai đứa nó là vậy Lần nào cũng rất là khó khăn để gặp Mà hai đứa nó hả Là chơi thân với tao Hồi còn đi học á Mà bây giờ Mà bây giờ Đứa nào cũng theo chồng ừ. Rồi hỏng cứ đứa nào chịu chơi với mày phải không ừ. Ê Yên tâm đi Còn tụi tao mà Còn họ độc thân của tụi mình mà Nói ừ. <laughs> như thì nói á Tụi bay cũng phải thông cảm cho hai đứa nó Hai tụi nó bây giờ có gia đình rồi Phải lo chuyện chồng con, nhà cửa, bếp nút làm như còn nhiều thời gian nữa. Ờ ha. Em mời chị. À, cảm ơn em. Hả? À, trời ơi, rớt rồi. Hả? À, tới rồi, tới rồi. Vô <laughs> rồi, <laughs> đi, ngồi đi. Xin lỗi nha. Xin lỗi tụi bay, tao tới trễ nha. Thằng nhóc nhà tao nó quậy quá nên bây giờ tao mới tới được nè. À, còn trời, tao bận hả, thì như. anh xã nhất quyết không chịu ăn cơm. Anh nói là có vợ bên cạnh mới chịu ăn Nên là phải ngồi ăn xong mới đi được Có gia đình khổ vậy hả Không có được tự do gì hết trơn trội à Làm gì có Mày chưa có chồng á Mày không biết á Có chồng á sướng lắm đó mày Trời ơi Mày có cần nói gì cái giọng giả man vậy không vậy Có gì đâu mà giả man Để tao nói mày nghe nè Có chồng á thì được chồng cưng Muốn gì thì được đó nè Nếu mệt á thì được chồng xoa bóp Còn nếu muốn đi đâu á Thì được chồng đưa đi không phải lo ăn lo mặt không phải ra đường á lăn lộn kiếm nghe tiền chưa cứ ừ. ở nhà ngồi vũ móng tay gì nè ê những mới hả mày đẹp nghe đẹp không ừ. chồng tao mới đi công tác về mua cho tao đó mày chồng mày cũng có sở thích tặng quà giống chồng tao ghê nha ừ. anh xã của tao cũng mới tặng tao sự di truyền này nè mà không có nhân dịp gì hết trơn mới ghê chứ ừ. wow. bởi vậy á tụi bay lấy chồng đi để còn tận hưởng hạnh phúc như tụi tao nè ừ. để tao kể cho tụi bay nghe Hồi nãy chồng tao nghe nói có hẹn với tụi bay. Ông nặng nặc đòi đưa tao tới đây vì sợ không an tâm gì để vợ đi một mình. Thế tội ổng lắm, nhưng mà... Mà sao mày? Sợ ảnh đưa tao tới đây, cái gặp tụi bay, rồi thấy ảnh thương yêu tao, <laughs> tụi bay tuổi thân chết. Tuổi thân? Có làm quá không vậy chị bảy Làm như tụi này là con nít không bằng. Thì tụi bay không còn có nít nữa chứ gì. Ai đời 30 tuổi già đầu rồi mà còn ế. <laughs> Ê. Ê, Tụi tao không có ế nha. Tụi tao là hội độc thân. Âu oh. <laughs> nói vậy thôi á, <laughs> chồng con á là cũng do duyên số, duyên chưa tới thì làm sao mà ép được. Đúng. Y có điện thoại. Alo em nghe. Hả? Em nấu canh chưa tắt bếp nên bị cháy hả? Em xin lỗi. Từ khi sinh thằng Bi nên em hay quên. Xin lỗi anh, em xin lỗi. Anh đừng có la em nữa, em về liền. Ta về trước nha. Ủa, ê ê, nghe. À, à. À. Ủa gì vậy? Alo Ủa? em nghe nè. Dạ 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 dạ. Ê, tao xin lỗi tụi bay, tao về trước nha. Lần khác Ủa? gặp nha. Bye 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 bye. Sao vậy à, hả? Ê. Chắc là cũng không có lần khác nữa đâu. Ê <laughs> hey. Rồi cuối cùng á, lập gia đình có sướng như tụi nó nói không tụi bay? Có trời mà biết. <cười> <cười> Anh chấp nhận bỏ cuộc là sao? Anh làm cái gì mà tôi không biết. Nhưng cô ta vẫn nhẫn nhơ như bướm mùa xuân kia kìa. Bướm mùa xuân? Ê, à, em nghĩ là anh bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao? Em không nghĩ gì hết. Chỉ thấy Dung Hòa tung tăng tự do là biết anh không có động thủ rồi. Nếu như anh chưa bỏ cuộc á, thì nhanh lên. Người tình trong mộng của anh đang chuẩn bị dờn con mồi kế tiếp kìa. Cái gì? Không cần phải quảng lên như vậy đâu. Anh nên chứng tỏ cô ta là con mồi của anh thì mới ngon được. Thôi mà, đừng có sốt ruột như vậy nàng ơi. Yên tâm đi, anh đã cài một trái bom nổ rất là nhanh ở trong nhà của Dung Hòa rồi. Vì trái bom đó, Dung Hòa buộc phải gặp anh và nói là anh là anh hùng của gia đình em. Như vậy, vậy được chưa? Ừ? <laughs> vậy thì tôi chờ xem. Khi bom nổ, tôi thích nhìn những con mồi của cô ta bị văng miễn. Tôi còn vài việc phải làm đây. Bye anh. Ừ, bye bye. Hứ? con mồi tự dẫn sát tới alo anh nghe nè lan anh nhanh có khỏe không hôm nay anh có gặp chị hai em không anh đâu có phước như vậy đâu em chị của em á bận công việc nhiều lắm làm gì có thời gian để gặp anh chứ à em gọi cho anh chắc có chuyện gì quan trọng hả ủa hôm qua em nghe chị hai có hẹn với ai đó tưởng là gặp anh chứ tại vì em thấy chị hai nói chuyện rất là vui vẻ ngọt ngào mà còn nhắc đến công ty truyền thông của anh nữa đó ờ à, vậy hả ừ uhm, anh cũng không biết nữa chắc là khách hàng làm ăn gì đó lan à ờ à, em à cho anh hỏi thiệt nha cái quan trọng nhất của anh bây giờ á anh muốn hỏi chị của em có khỏe không rồi tâm trạng ra sao à, anh yên tâm đi chị hai em có vẻ đang vui lắm hồi tối giờ ăn cơm á còn tám chuyện với mẹ với em nữa Chị hai còn hứa là sẽ lấy chồng sớm Để cho mẹ em vui Em có tính nhắc chuyện của anh Nhưng mà đó. em sợ anh không có đồng ý Nè, Lan à Anh nói cho em nghe nha Em đừng có nói cái chuyện mà anh giúp cho em nha Anh không muốn là Dung Hòa phải yêu làm anh đâu Anh danh thiệt là tốt á Giúp em cả trăm triệu Mà không cho em nói ra Chị hai em được anh danh yêu Thiệt là có phước á Nè, anh cố lên nha Em ủng hộ anh hết mình luôn á Cảm ơn em Chứ, Em ủng hộ anh hết mình luôn nha Anh phải cố lên <laughs> Anh đang cố lắm đây nè Cô em ngu ngốc Mày kể đi Tao đâu phải là thằng đi. Mà bỏ ra 100 triệu cho mày Đúng là cái đồ làm mày vừa ngu vừa thăm Còn Dũng Hòa nữa Để tôi coi Cô đang hẹn hò với thằng nào Mà có vẻ ngọt ngào và hạnh phúc như vậy Trần Tình hay là Sơn Phong <laughs> Không lâu đâu Ngay ngày mai thôi Anh sẽ biết em thích diễn viên diễn trò cho anh coi